phổ trên cái cơ quan nào của tỉnh bây giờ đang lưu trữ đấy, anh có biết không? Không có đâu ạ. Nó chỉ anh là họ họ tôi là họ Đặng, nhưng mà họ Nguyễn là có tiếng, họ Đặng cũng có tiếng, Đặng Hiếu Ngọc là quản lý.